Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay là có mỡ này đi tập xe đạp tiết là buổi sáng này. Buổi sáng này, mặt trời đang lên này. Buổi sáng tập thể dục giúp cho các bạn khỏe hơn, mạnh mẽ hơn, phòng chống Covid nha. Giúp bạn cao hơn, chạy nhanh hơn. Đó, cùng chạy nào. Hằng ngày buổi sáng là bố của Nào Có Mỡ cho hai bạn đi tập xe và chạy bộ. Các bạn cùng chạy nhá. Trời đang lên rồi. Không khí rất là tuyệt vời. Rất nhiều cây xanh. Buổi sáng chạy dưới môi trường như này rất là tốt cho sức khỏe. Chạy nhanh lên, khỏe lên.